Hello, it's me. Vô thành là mới vừa thua độ trên Facebook, không có ngờ đây là các bạn mạnh tới vậy cho nên là thua. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn một cái link khay. Link khay này nó cũng rất là đơn giản thôi, nó chỉ bao gồm những cái chiếc Sonic mà các bạn biến đổi chút xíu thì nó ra được cái link khay này. Nó cũng đem lại cái hiệu ứng độc đáo cho cái combo các bạn quay ra nhìn nó ảo ảo thì người ta sẽ thích mắt hơn. Thì cái link khay này nó vẫn phải tập mới làm được nha, chứ không phải là dễ tới mức độ mà cầm cái mod lên mà quay ầm ầm thì không có. Mà vẫn phải tập bình thường. Link khay nó sẽ có dạng như này. Đó. 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 Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái Sonic. Cái này thì mình nói nhiều rồi cho nên là mình để cái link ở đây. Đó, bạn nào mà lên bằng máy tính thì có thể bấm vô. Bấm vô thì tới clip của tụi nước ngoài tụi nó hướng dẫn chi tiết hơn là ở đây mình nói sơ qua. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chạc lên như này. Chạc lên và chúng ta cho cái bút nó lăn trên cái ngón giữa, lăn qua đây là chúng ta đã làm được cái Sonic. Lăn qua như này. Như bạn thì bằng một cách nào đó mình không có biết, thực ra là hai cái này nó không có giống nhau. Các bạn ngay lộn cái Sonic với lại Sonic. Sonic là nó đi ở sau lên như này, còn cái Sonic là nó đi ở trước, nó lăn qua chứ nó không có đi ở sau. Đó, cái này không giống nhau nhưng mà không biết sao mà có nhiều bạn vẫn lộn. Thì nó lăn lên đây như này. Và chúng ta sẽ đi xuống là chúng ta làm được double chạc. Đi lên, đi xuống, đó là double chạc. Double chạc như này. Đó, mà chúng ta chỉ lấy một vòng thôi. Đi lên rồi đi xuống kiểu các bạn pass xuống đó, các bạn phiên ra pass xuống. Pass xuống như này. Đi lên rồi đi xuống, đó, kiểu như vậy thì chúng ta làm được double chạc. Double chạc chúng ta sẽ làm một vòng. Đi lên, đi xuống, mà cái lần đi lên tiếp theo chúng ta sẽ không có cho nó đi lên cái khe ngón trỏ dưới ngón giữa nữa mà chúng ta sẽ kẹp cái ngón trỏ vô như này. Đó, đi lên, đi xuống, kẹp cái ngón trỏ vô như này và đẩy cái bút xuống dưới ngón út. Đó, đẩy xuống dưới đây. Đi lên, đi xuống, đẩy xuống dưới đây. Và chúng ta sẽ Sonic lên. Và chúng ta không có làm hết cái chiếc Sonic mà chúng ta sẽ chuyển nó qua bên đây liền luôn. Tức là chúng ta sẽ tách cái Sonic, lấy cái phần đầu thôi, không có lấy cái phần sau. Đó, lên như này. Chuyển nó qua đây và các bạn lưu ý là cái ngón giữa của mình nó đang nằm ở bên phải cái bút. Đó, và các bạn sẽ đẩy dùng hai cái ngón út và ngón trỏ bằng đẩy cái bút cho cái ngón giữa nó qua bên trái. Đó như này. Và kẹp cái ngón giữa lên thân. Đó, và đẩy cái ngón áp út lên. Đó như này. Là đi lên, đi xuống, đẩy xuống dưới. Đó như này. Và sau khi mà lên được như này rồi chúng ta sẽ Sonic lên. Sonic bình thường lên mà chúng ta sẽ lấy cái phần đầu thôi, không có lấy cái phần sau. Và chúng ta sẽ chuyển nó dưới ngón út. Đó, chuyển xuống như này. Đi lên, đi xuống, đẩy xuống dưới đây, đẩy lên đây, chuyển lên đây, xuống đây, đó. Và sau khi mà xuống tới đây rồi chúng ta sẽ làm một cái chiếc đó là Demon Sonic. Demon Sonic là nó đi như này. Tức là các bạn sẽ vừa Sonic mà các bạn vừa cụp cái ngón trỏ xuống luôn cho nó đi lên tuốt ở trên luôn. Đó các bạn, sau các bạn đẩy cái ngón trỏ lên, các bạn giữ cái bút lại. Đó, nó sẽ đi như này. Và sau mà khi mà đi lên tới đây rồi các bạn sẽ kiểu up cái tay xuống và tiếp Sonic reverse xuống. Đó như này. Sẽ đi như này, đó, đi như này và đồng thời các bạn úp cái tay bạn xuống luôn. Lên đây, úp cái tay bạn xuống luôn. Úp tay bạn xuống luôn như này. Lên đây, úp tay bạn xuống luôn, sau đó các bạn sẽ Sonic ngược trở lên, đó. Đi lên đây, úp cái tay bạn xuống và Sonic ngược trở lên. Sau đó các bạn sẽ Extended Thumb Round. Tức là dùng cái ngón trỏ và ngón cái như này, Thumb Round cho nó vòng qua cái ngón trỏ và ngón giữa luôn, kẹp cái bút lại như này. Toàn bộ cái link khay nó sẽ như này, đi lên, đi xuống, xuống đây, đẩy qua đây, đi lên, đi xuống, lên tới đây, up cái tay xuống, tiếp Sonic lên và thumb ra extended qua. Đó, và chúng ta đã làm được cái link khay. Thì ghép vô combo nó sẽ nhìn nó ảo ảo kiểu như vậy. Kiểu đi lên, đi xuống, lên đây, qua đây, xuống đây. Kiểu như vậy, sau đó các bạn sẽ quay quay một cái gì đó, quay quay. Đó, như này. Đó. Đó thì cái hiệu ứng của cái link khay này nó sẽ làm cho cái combo của bạn nó nhìn nó đã hơn, kiểu như nó chuyển chiếc liên tục thì nhìn nó ảo lòi hơn. Đó, các bạn đã xem video của mình, nếu mà thấy hay thì có thể like ủng hộ mình, share clip cho bạn bè để mà cùng nhau tập những cái link khay như này.